À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Seleucid, một trong những cái đế quốc mạnh nhất của thời cổ đại. Và ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã tiếp tục cái cuộc chiến ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi này. Và mình đã kiểm soát gần hết được cái khu vực bán đảo Ả Rập rồi, nó chỉ còn vài cái thành thôi. Thằng này á, tập xác định là chết đi. Mình sẽ đánh chiếm nốt các cái vùng đấy. Và có thể có vẻ như nhiều anh em thích xem đánh nhau bằng voi ấy, đúng không? Và có thể mình sẽ sau khi nâng cấp nhà cửa lên, mình sẽ tuyển cái đội voi chiến của mình. Thôi được, cứ để từ từ. Sẽ có voi chiến cho anh em xem. Đây cao. Chiếm ở cái tỉnh này sẽ có voi chiến, chỉ là chưa phải lúc này thôi. At once, at your command. March, we hunger for battle. We hunger for battle. Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này rồi. Quân của nó quánh luôn kìa, việc gì phải vây. Có một đội phục tên lém lao à, Royal War được. Ăn hết vì cho lính Spy đi trước, lính kiếm theo sau, áp sát mục tiêu, thế là xong. Có thể mình sẽ kiểm soát hết toàn bộ cái khu vực Trung Đông cũng được, và khu vùng Trung Á. Là bàn đạp để tiến sang khu vực phía Tây. Chưa. Ai. What? Thành phố của nó. Ôi, hai lớp tường thành kìa. Tiến tiếp vào lớp này nữa là ăn đủ ấy. Mình hơi khó vào đấy nhỉ. Hay mà chơi phòng thủ là hay ấy. Phá cái cổng này. Phá lút vào cái này mới vào được à? Gớm nhỉ. Xung quanh thì toàn nhà dân nên chỉ có thể tiến được vào từ hướng này. Ô, được đấy, công trình này nếu mà góc độ để mà phòng thủ trên lầy mà phòng thủ phía trong thành là hơi khó ăn đấy. Battle group ready and awaiting orders. Swordsmen. Fire! Burn the wretches! Persian archers! Men of Persia! Stand together! Battle group ready and awaiting Thorax orders! Thorax swordsmen! Battle group awaiting orders! Tướng cưỡi voi. Nó tướng của mình bị chết mất, mất một con voi rồi, hai con voi rồi. Hình như là vây thành bị mất quân, hay là di chuyển, à đúng rồi, di chuyển trên sa mạc. Rồi bắt đầu trận đánh xem nào. Phá tháp canh của nó trước đã. What? Enemy reinforcements approaching. Phá này trước, nó có cái pháo này. Đấy, nó có cái pháo, phá này trước đã. Tường thành nó to phết đấy. 52 phát nữa. Ừ.
mày dám bắn này. Ngã lộn cổ chết luôn. Căng ghê nhỉ. Ơ, khẩu pháo này của nó chết rồi. Lã chết mất ngựa mình. Cho xong cái này. The enemy's tower has been destroyed. Bắn nó. Hết bắn rồi. Góc bắn của nó. Chắc nó chỉ bắn được mấy con ngựa đấy của mình. À, bắn áp nhỉ. Đưa lên. Đến ra đây. Rớm thật. Tháp canh nó hơi chéo nhưng mà vẫn bắn được à? The enemy's tower has been destroyed. Phá cái tháp trong này. Quay rồi, không cần. Tháp kia mình bắn nó khả năng trượt cao lắm, không bắn được đâu. Rồi, tiến vào. Tên rồi, chuẩn bị bắn điểm trợ. Sáu mươi phần trăm, 76%. Phát nữa. Rồi, 3 viên đạn bay vào mà vẫn trượt. Rồi, phát này sập. The enemy's tower has been destroyed. Phá khúc tường thành ra cho anh. Nó không bắn được rồi. Chết mày, đứng gác ở trên này à? Mày thích đứng gác ở đây à? Mày thích đứng gác ở đây. The walls are breached. Take aim. Persian archers. Cung tên rồi, tiến lên. Mày đứng gác ở đây này. One of our units has used all its ammunition. Mày thích đứng gác, mày thích đứng gác này. Rồi. What are your orders? Phần công điểm trợ, nhanh. Điểm trợ cho bộ binh tiến vào. Ây chà, mấy khẩu pháo bắn chuẩn phết nhỉ. Tốt hơn pháo Attila rất nhiều. One of our units has used all its ammunition. Rồi, quân của mình đã trèo được rồi. Bắn bọn này. Lên thôi. Rồi, bắn điểm trợ cho
Rồi, tiếp tục bắn điểm trợ. 12 thằng không đáng kể. Tiến vào đây. Ba lăng nữa, tiến vào đây. Giết. Tàn sát cho nó luôn. Khử. Rồi, cái hiểm trợ đó. Thorax Swordsman. Tiến vào anh em. Quick phalanx. Quick march. Follow me. Rồi, phalanx tiến lên. Trên tường. Thorax Swordsman. Forward. Swords. Engage. For glory. A quick march. Your orders. Yeah, engage. Persian archers. Find your targets. Nó xong rồi. Xong rồi. Ready for orders. Đã chiếm được cổng thành. Swords. Orders. Vào. Tank man. Mark me. À đây. Đội cận vệ của nó này. Rồi, cứ pha lăng kết hợp với lính kiếm thì Desert Levy bắn vào đây. Được nhá, lấy thằng công tên mình xem nào. Lên tường đây. Lên tường, lên tường. Chào thang lên. The battle is turning in our favor. Và trận chiến đang lợi thế nghiêng về chúng ta. Cái linh giáo đi cùng với linh kiếm này thì có ăn vào mắt. Mấy thằng này nó đang đánh phiêu lưu xuống à? Quân nó chết hết rồi đâu. Armored elephants, ride out. Ăn làm sao được mà ăn. Thorax Pikeman. Move out. À đây rồi. Kỵ binh à. Swords. Break them cage. Melee infantry and silver. To the glory, my lord. Lên tường. Bắn tên luôn. Trời. Đúng rồi. Đạn tiêu chuẩn. Đạn lửa. Đạn gió. What sợt mấy con ngựa này. Nhanh giải quyết thằng này. Ôi nó bắn tạt sườn mình, chết nhiều quá.
ngựa đâu rồi. Rồi bắn chết bọn cung thủ đó cho anh, nó đông thế. Đông quá. Đấu cung rồi đấy. Cái cung mình bắn trên tường bắn xuống lợi hơn. Ở kia con voi này, nó đang nghiến cả quân mình rồi. Nhanh. The enemy general is dead. Cái quái là chỗ này đánh chậm thế. Mấy cái thằng bộ binh của nó mà đánh mang xong. À lúc sau. Bắn vào lưng của nó xem nào. Để cho mấy con ngựa vào giải quyết được bọn này, nhưng mà cho voi vào nghịch tí nó mới buồn. Voi cũng dám chết cả quân của mình. Đấy nhé, mình phải tiến lên tí nữa đã. Rồi, xong rồi. Đâu rồi, mấy con ngựa vào luôn đi. Ngựa yểm trợ luôn. Rồi vào lính spear ở ngoài đi, cho lính kiếm vào là được rồi. We have captured a tower. À, còn mấy thằng cung tên. At your service. Xong. Chiến luôn cái cổng này đấy. Tarantine Cavalry. Nào. Cavalry, missiles ready. Charge. Ở đây. Sao cứ bảo bọn mày đuổi nó đâu. Chiếm cổng này cho anh. Rồi, chiến cổng á. Đùa mấy voi quá nhỉ. Gì? Bắn tên à? Các men. Khỉ thật, nó bỏ chạy. Chơi voi nguy hiểm lắm, voi nó có thể càn chết cả quân mình ấy. Nhưng mà nếu mà chơi voi thì không nên chơi nhiều bộ binh. Hôm nay chúng ta sẽ chơi nhiều kỵ binh hơn. Rồi. À, voi nó là một điều khiển voi, nó làm cả một nghệ thuật đấy, nếu các bạn muốn chơi voi. Đêm nay mình gọi là đánh nghịch rồi. Nghịch tí cho vui thôi. À, nếu cái tỉnh này mình xác định là phát triển quân sự thì... không được. Tỉnh này ở một cái vị trí rất là xa. Nếu phát triển quân sự thì mình phải cho quân đây à? Công trình này thì khá nhiều tiền đấy, nhưng mà nó lại trừ các cái vấn đề khác nhiều quá. Public order. Ready for battle.
tỉnh tiếp theo mình cần kiểm soát là chỗ này. Sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông đã. Còn ở đây chắc là hết rồi. Qua lượt đã nhỉ. Quân đoàn này của nó thì chắc không đánh được đâu cả. Quân đoàn này thì thủ rắn ở đây rồi. Quân đoàn này có thể rút về để có thể tiếp tục mua quân được rồi. Tỉnh này an toàn rồi. Lãnh thổ của chúng ta ổn rồi. Là mít. Chưa trị an được. Cần nhiều thời gian nữa mới trị an được. Xử lý gọn khu vực Trung Đông rồi đó. Ai, Garrick chết mất một tướng. Lại không biết chết tướng hay là chết một chính. Cũng phải xem đã. Lại phải cho lấy vợ đi chồng thôi. Xem thằng nào vợ chết hay là chồng chết. Mà thanh niên này vợ chết. Cho lấy vợ. Đó, đây là cách để chúng ta luôn luôn cân bằng quyền lực cho các phe phái. Nó mà chết cái thì chúng luôn luôn hôn nhân phải có sự hôn nhân chính trị để đảm bảo rằng phe của chúng ta luôn luôn có mối quan hệ với các phe phái khác. Thanh niên này phải cho lấy vợ đi, nó đang nắm rất nhiều quyền lực mà không có vợ này. Hơi dở. Phe của mình cũng tăng rồi nên là mình cũng phải. Cũng phải tăng một xíu cho phe phái của mình. Hoàng tộc. Không có con trai. Ổn. Cái này thì nó chỉ tăng Caracitus và nó không tăng giảm bất cái gì cả, tăng tiền. Thôi được, mấy cái trò tặng quà với tán thưởng này thì nó không quan trọng lắm luôn. Đau đầu là khu vực này. Chiến tranh liên miên. Chúng ta sắp làm chủ Trung Đông. Rồi ok. Công trình này hay nhỉ. Công trình này nó tăng growth và tăng thu nhập từ nông nghiệp cho tất cả lãnh thổ. Gớm thật. Cái đập nước này sang đến Attila vẫn còn. Ô, thanh niên này. Thanh niên này lẩn vẩn sang đất của mình. Thôi chút về, cảo lỡ nó lại nổi hứng, nó đánh nhau chết giờ. Quân đoàn này đang bị thương. Tỉnh này. mua được thêm thằng champion nữa đó. Một thằng nữa. Sửa được, tỉnh này chưa sửa được. Ha, thằng này vây thành ở thằng đệ mình à. Thôi cũng được, mình đang muốn kiểm soát thêm cái vùng này. Chiếm tỉnh này của nó đã. Ah.
vô gia cư rồi. Nó bị tiêu diệt luôn. Có một tỉnh ha, có một thành không khó kiểm soát. Rồi mình sẽ tiến ra đây. Con đệ của mình. Chưa biết là nên đánh nhau thằng nào. Thằng này. Be welcome and may Hermes bless your work. Có nên chiến tranh với nó không nhỉ? Chiến tranh với nó là chiến tranh với cả phương Bắc đấy. Nhưng chiến tranh với thằng này thì có lẽ là ok. Tính xem chúng ta sẽ chọn kẻ thù tiếp theo là kẻ nào. Bactria khá mạnh. Bactria đã tiến ra tận đây rồi. Tại sao mình không dùng ngoại giao nhỉ? Giải pháp quân sự chưa bao giờ là giải pháp ưu tiên của mình. Ready for battle. Lãnh thổ của mình ổn nhỉ. Chứ không. Lần sau là sẽ. Rất tốt. Ủa rồi. Phía Bắc mới là đau đầu rồi. Thằng này này. Phía Bắc là toàn bọn dợ này. Cứ giải quyết khu vực Trung Đông đã. Ai da, bọn này. Bactria. Bactria. Ôi, cái đó gọi cái từ. Anh đi này không pha cướp bóc nữa, đây là đất của anh rồi. Rút về nhanh. My honorable master would have me talk of gold. A lump sum. Còn đòi anh tiền nữa. Mày. Thằng đấy nó từng là đệ của chúng ta ấy. Mà bây giờ thì nó lại thích làm loạn. Nó thích đảo chính. Tăng trung thành lên này. We hunt. Make haste, men. Commander. On the move. Ăn tốt thằng này. Commander. Hai đỏ mới tới. Một đỏ chưa chạy tới. Quân đoàn này chưa hồi phục xong à? Chưa hồi phục xong. Nhưng mà tỉnh này ổn rồi. Chưa biết quyết định bây giờ mình phải đánh như nào nhỉ? Đánh lên phía Bắc thì mông lung lắm. Trên này nó là cả một vùng lãnh thổ rất rộng. Không thể đánh được. Bên này thì... rất mông lung.
đây là vùng đất giao thoa với bọn Syria, à bọn Sicin. Giải quyết khu vực Trung Đông, hoàn thành cái nhiệm vụ ở phía bắc này, phía này ấy. Chúng ta cần kiểm soát Mesopotamia đi rồi, Bactria đã tiến đến đây đã, sau đó Tây tiến sau. Mình đã tính là bắt bọn này làm đệ. Welcome friend. Đòi tiền mình cơ. I trust that. Tiền của mình bây giờ cũng giàu vãi rồi chứ nhỉ. Mặc dù mình kiểm soát được cái số lượng thành trì nó cũng đâu có nhiều lắm đâu. Thôi qua lượt nữa. Lượt sau là bánh được. Đang nghiên cứu chưa biết sử dụng cái vùng nào để vùng phát triển quân. Lại có một tướng chết. Phe Parthia Seleucids. Xem nó là quân đoàn gì đã. Cộng 10 vào ảnh hưởng văn hóa. Trừ Public Order. Cái này đi, 50-50. Parthia. Rồi chúng ta đang nghiên cứu đến công nghệ cuối cùng rồi, có thể lâng được cái nhà lính đời cuối rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang mảng này để nghiên cứu á. Cái nào để nâng cứu, nâng cấp. Rồi, nhánh quân sự. Bây giờ phải phát triển lương thực. Đây đã. Chưa vội được, lên bây giờ mình lên quân sự trước là mình dễ hết lương thực. Chuẩn bị. What do you wish of me? They will never know I was there. Thất bại. Tướng này đủ thủ. Nó sao có 3 đơn vị này, 3 đội quân giáo thế à? Mình mua quân lông cô mò thôi. Mascot này. Nghe như là con mèo nhỉ. Vùng này cộng 2 public order pattern mùa xuân. Trừ 5 thuộc tính. Trừ grow à. Sửa xong tỉnh này cái là êm ngay. Ready for battle. Từ đó. March. Is that all? Qua nữa. Toàn ngựa. Ngựa cung. Ăn đâu nhỉ? Thử phát xem nhỉ. Nhưng mà ăn có thêm quân tiếp viện này. Ăn thì giải quyết nhanh vấn đề đấy. Quân đoàn này lên phía bắc chưa nhỉ? Tiến hẳn lên phương bắc cho anh. Quân đoàn này tiến lên phương bắc. Sẵn sàng. Ăn. Liều mà ăn được nhiều. Thằng này nó không có kẻ thù với ai. Mình buộc phải tuyên chiến. Quân của nó đông quá. Cả tháng tiếp viện này nữa.
crash. Wow. Thành nó gớm nhỉ. Nó quân nó sẽ ra từ chỗ nào nhỉ? Đây à? Chắc vậy. Nếu mà mình tấn công từ đây nó sẽ ra từ đây. Các bản trận này mình có ít lính spi thôi nên là cũng không ngại lắm. Mình có ít lính spi này mình cứ dàn đều tiến lên là được. Khá nhiều lính tiến, 1, 2, 3, 4. Khá nhiều lính tiến, rất thoải mái cho vấn đề phòng thủ. Battle group awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders. Fire! Burn the wretches! Tiến lên đi. We await your command. Follow me. Pray to the gods and ask for their help in battle. Enemy reinforcements approaching. Quân tiếp viện à? À, từ từ. Đến đây đã các em à. Tiếp viện của nó vào từ đằng sau kìa. Rất là thông minh. Cái tiếp viện của nó không có kỵ binh mấy. Mỗi đội này. Mấy con ngựa này à? Thôi. Mấy con ngựa này cứ để voi để khử. Úi giời. Our general is under attack. Úi giời, úi giời. Đi luôn này. Ồ. Xong rồi. Xong luôn. Ui. Một phát can của voi chết hết sạch luôn mọi người rồi. Thôi. Riders, move up at once at speed. Cung thủ à? Cho đội này à. Đội này đi. Đội này về đây xử lý. Chà, quân nó cũng chẳng có gì mạnh đâu mà cần phải nhiều quân thế. Thôi từ từ nhá, ra đây. Mấy con ngựa này. Mà tớ đợi cho nó đến gần á, tội gì. Bộ binh phải có bộ binh yểm trợ đánh. Đánh được. À, tấn công rồi đấy. Tui nhau. Đánh ngay vào sườn của mình. Úi xổi ôi, kỵ binh lao vào à. Vui rồi, tấn công từ tất cả các phía. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Tôi nói tấn công từ tất cả các hướng này mới thú vị này. The men are wavering. Watson mất khẩu pháo của mình mất. Kiếm này là ra đây rồi mà chưa ra hạ được này của nó à. Vòi vòi giải quyết chỗ này à. Con ngựa này của nó gớm quá. Thử. Quá nhỉ? Bạn thấy nó thông minh không? Hở cổng nào nó đánh cổng đấy luôn.
Cái gì? Mấy con ngựa này á? Điên à? Hả? Mấy con lạc đà ngựa à? Ừ, ngựa. Điên nặng này sao? Ở đi speed thôi. Đi speed thôi. Phỉ nha. Đánh thông minh vãi trưởng ấy. Men flee the field of battle. This is a shame. Thông minh vãi. Bạn thấy không? Sau khi update lên nó đánh thông minh không? Rất biết cách đánh luôn. Rồi. Rất biết cách đánh rồi. We are at your command. Fire! Nhưng mà tiếc rằng các bạn ấy cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa đâu. Đây, chỗ này có mấy thằng bộ binh rồi. Ái chà, bắn tên à? Ồ, ồ. Voi rồi. Cho ngay đội cựa đi lùa, ngay mấy thằng cung tên này nó không chết hết quân mình giờ. Mày giỏi lắm, rất thông minh. Anh phải khẳng định chúng mày rất thông minh. Thông minh lắm. Rồi càm vào, biết quát không để cho nó bọn cung tên thì bắn tên nữa. Kinh thật. Ai giả gớm nhỉ. Trận chiến này vui thật đấy. Còn thằng nào ăn được con voi không? Voi thì ghê gớm rồi, không ăn được. À chạy rồi, cho người chạy. Một đội tiến lên đây yểm trợ chỗ này. Nhanh, không nhận vỡ đội hình mất. Rồi, bắn tên vào đây. Rất gớm. Rất ghê gớm. Gớm nhỉ. Tiến lên voi. Ủa, con voi này nó giết được hơn 300 thằng rồi đấy. Thắng rồi. Mình phải công nhận là sau khi update lên thì ngay cả mình chơi cái chiến dịch gì nhỉ? Chiến dịch sự hình thành của nền cộng hòa, mình đã thấy chúng nó khôn hơn rất nhiều rồi. AI nó khôn hơn rất nhiều so với trước khi update rồi. Và mình trận này thì mình sự mình được một bài học mới rồi đấy. Là không được phép coi thường dùng kẻ thù như là đối thủ chúng ta là ai. Rất may là trận này voi của chúng ta càn quá tốt. Tarantin đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thôi hai thằng này đứng đây rồi. Nó có thằng tướng đứng trong kia đúng không? Nhìn voi nó càn này, úi dồi. Xe tăng của chiến trường đây này chứ đâu. Xe tăng của chiến trường đây chứ đâu. Ôi nó dắm cho bọn này chết sạch luôn. Úi dồi, nó gạt cho phát chết. Ôi nó cho xong rồi. Nó có thằng Usman là tướng ở trong kìa. Thôi về đây. Kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ.
kiếm của mình thì ngon quá, vẫn khỏe. Và lính spear thì nhưng mà còn gần này quân mà vẫn giữ vững hàng ngũ này, cứ nhau thường rất nặng. Các đơn vị này thì sau mình cũng sẽ bỏ đi để nâng cấp lính mạnh hơn, nhưng mà nói thế thôi, nhưng mà bây giờ như này được rồi. Ai ấy phải cho con voi nó xông vào quả này mới xuống. Chúng ta sắp có ảnh đẹp để xem, chuẩn bị camera thôi. Các đơn vị này thì chuẩn bị mình thanh lý hết rồi đấy, nhưng mà chuẩn bị thanh lý hết các đơn vị này rồi nhưng mà vẫn còn mạnh chán, vẫn dùng được tốt. Kìa, voi rồi, ra đây. Ôi kìa, mấy con voi này nó có cái đặc điểm không? Nó đã hăng tiết thì nó cứ đuổi nó đánh đến cùng, rất là mất kiểm soát. Về. Nó chết rồi, nó còn vài cái thằng lính rồi, tha cho chúng nó đi, khổ quá. Khổ lắm rồi, có mấy ông voi này. Mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng mà... Ôi ôi, gần 500 thằng rồi. Vẫn cố giết cho bằng được à? Bảo thôi cơ mà. Ôi này, không nghe lệnh luôn nhá. Mà thấy không? Không nghe lệnh luôn. Mặc dù nó chưa nổi điên đâu, nhưng mà nó cái bọn voi nó có đặc điểm như thế mà. Nên là chơi voi nó rất là một cái nghệ thuật đấy các bạn. Mình cũng không biết phải nói như nào, nhưng nói chung nó rất là phức tạp. Nên là nếu bạn không cẩn thận thì nó quay lại nó cạp luôn cả quân mình. Rồi ô, ở đây cho mày làm mấy con voi này. Quá mấy con voi này. Hơn 500 quân rồi. Ôi ồ, nó phải giết bằng hết bọn này rồi. Nó ghét bọn này hay sao? Bảo nó đi nó còn không thèm đi. Bảo nó dừng lại nó không dừng. Mấy thằng bắn cung vẫn bắn. Chơi voi nó có một cái vấn đề là khổ nhất là vấn đề là mình mất kiểm soát của chúng nó. Được rồi. Hết rồi. Chạy ra đi. Rồi đấy, hết rồi, bây giờ nó mới chịu về đấy. Đấy, nó phải giết cho bằng hết bọn đấy nó mới chịu về. Orders, my lord. Fire on the enemy. Ôi trời ơi, mấy ông voi càn chết hơn 500 thằng quân địch rồi. Đừng bỏ chạy vội nhá, từ từ để đợi voi tới đến càn cho nó đẹp. Voi mình chạy chậm quá, thôi từ từ, bọn này mà bắn theo khi nó chạy mất, ô biết ngay. Biết ngay rồi. Một mình ông voi ông cân hết 564 thằng. Ồ. Nhưng đội ngựa mới là thành tích tốt nhất này. Đội ngựa nó đi càn đáng kể bọn tầm xa này, không thì cứu nguy được cái bọn giáo. À, chiếm tỉnh này. Voi. Voi với cả veo. Các bạn thấy cái tình trạng mất kiểm soát của bọn voi chưa? Các bạn nếu bạn nhớ là... Nếu các bạn đọc lịch sử ấy, trong cái trận chiến giữa... Giữa Caesar và Pompey ở khu vực châu Phi ấy, thì Pompey đã thuê được cái đội voi chiến rất là hùng hậu, phải nói là như vậy. Nhưng mà có một vấn đề là họ không kiểm soát được cái bọn voi đấy, và kết quả của Pompey là đã bị mất khá nhiều, bị chính voi của mình càn lại, và chính
Và chính người La Mã này, trong cái trận trận ở thành Carthago, trận đánh ở châu Phi, tướng quân Slippo của La Mã cũng đã dùng chính cái chiến thuật là dọa cho voi nó hoảng loạn lên và quay lại xéo chính quân Carthago. Và trận đó Hannibal đã thất bại, Hannibal đã thất bại và người La Mã đã thiết lập quyền thống trị đối với đế quốc Carthage. Carthage chính thức bị kiểm soát. Đó là một câu chuyện để mình kể cho các bạn biết về cái nghệ thuật sử dụng voi và cách chống voi của các cái quốc gia cổ đại. Cách để chống cái đội voi. Voi thì rất mạnh rồi, các bạn chỉ có thể nhìn thấy nó tấn công rất là khủng khiếp đúng không ạ? Nhưng mà các bạn cũng nhìn thấy rồi, đấy. Mạnh thì mạnh thật nhưng mà cũng có thể nó đạp chết cả quân mình luôn. Còn bây giờ thì chúng ta cần có một cuộc phía Bắc này thì mình chưa biết thế nào, nhưng mình thấy tình hình ở phương Bắc không ổn thế nào đâu. Well met, friend. I can sense that the gods. Mình nghĩ là mình sẽ chơi với thằng này và đánh nhau với I will listen. I cannot. Đánh nhau với thằng này để tiến xa khu vực Trung Đông. Greetings, friend. Thằng này nó đã từng đánh nhau chuyên chiến mình kiểm soát Trung Đông trước đã. Kế hoạch thì vẫn là kế hoạch. Và chơi voi nó là cả một nghệ thuật đấy. Sau này mình sẽ sử dụng voi nhiều hơn để các bạn xem trận. Các bạn nhìn nhớ rằng trong trận vừa rồi mình chỉ có duy nhất một đạo voi thôi mà nó đã cản chết hơn 500 thằng vệ đối phương rồi. Thì nếu như có chỉ cần 3 đội voi, 3 hoặc 4 đội voi trong một quân đoàn thôi thì các bạn sẽ thấy là sự khủng khiếp nó như nào. Thôi rồi, qua lượt đã, chúng ta không có một lớp Aegon lên cấp. Wow. Voi thì rất là ghê gớm nhưng mà phải biết cách sử dụng. Nếu không thì chúng ta cứ quân ta đánh quân mình là nhiều rồi. Quân ta đánh quân mình thì không vui lắm đâu. Nhà Greek chết mất một tướng à? Nhà Greek lại chết mất một phe người nữa. Tin chẳng tốt tí nào. Quân nổi dậy à? You do enjoy a little sabbat. Ở đâu chui ra thằng quân nổi dậy này? Was there ever? How may I serve you? Ở đâu chui ra thanh niên nổi dậy này đấy? At your command. For glory, commander. Honor. Vừa xong. Đoàn cấp 3. Ready for cấp 4. At your command. Không mất đơn vị quân nào cả, chúng ta vẫn ổn định mà, nhưng mà vùng này chị An khó mà ổn định ngay. Xây cái nhà thờ xây cái điện thờ ở đây đã. Vùng giáp biển này cứ thần Poseidon mà thờ. Chưa hồi quân à? Thằng đệ mình hết lương thực. Nó không hồi quân thì hết lương thực. Tấn công ở đây à? Ba lối này. Thế thì phải mua quân thêm rồi. Bỏ đám quân này đi. Quân này thì làm sao mà đánh nhau được. Chưa, phải lên voi đời sau đánh nó mới sướng. Bây giờ chúng ta cứ xài cái quân cùi này đã. Bây giờ mình thích thì mình sẽ tuyển quân xịn hơn.
Quân này cũng mạnh mà, cũng không nên lỗi nào đâu. Giờ chúng ta sẽ cho hai quân đoàn này vào đánh vào đây. Kế hoạch của mình là sẽ đánh vào Galarasia này, và sẽ có hai quân đoàn tiến lên từ phía nam, đó là quân đoàn này. Hai quân đoàn tiến lên từ phía nam. Xem tình hình chính trị à, các phe phái trung thành hơi giảm một xíu nhỉ. Phe nào vừa mới chết, thằng nào vừa mất vợ. Đây, cho lấy vợ luôn. Vợ nó đây đúng không? Ta trung thành luôn. Giảm áp kíp, bổ nhiệm tiếp. Lấy vợ cả, cho mày lấy vợ luôn. Phe này em này chồng chết. Thảo nào nó tụt chị An thế. Tụt trung thành thế. Cho lấy chồng bắt. Ơ à, lại có cái phe gì đây? Thân Ai Cập à? Phe này lại mới sinh ra một cái phe mới rồi. Phe khỉ gió này xem nào. Cộng 6. Cho lấy vợ. Tướng để đâu ra một cái phe mới đây thế này, chết tôi không. Thêm một phe là thêm một vấn đề chúng ta phải giải quyết. Tháng 9. Rồi. Thêm một phe là lại thêm một vấn đề cần phải giải quyết rồi. Tại đế chế của chúng ta đã tăng lên các bạn ạ. Đế chế của chúng ta tăng thêm một cấp. Đó. À, mình cứ làm nào cân bằng giữa các phe là được, đừng nó chiếm nhiều quá. Hoặc không cần. Đến đề 3 đã. Nó bảo ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau và đòi được thêm 6.000. Thằng này nó bị làm sao nhỉ? Mày nghĩ là tiền ra là tiền chùa đấy à? Lại một cuộc chiến ở phía bên này. Mình chắc lại phải hòa bình với nó thôi, mình đâu có quân ở bên này. Rồi, thằng chị An cho tất cả lãnh thổ. Thằng này nó vẫn luôn gây chiến với thằng đệ của mình. The door is open to you, but if you wish to go beyond the courtyard within, speak. À, nó có thể chịu. Nó có thể trở thành chư hầu của mình đấy. Be taken in the right spirit of comradeship and respect. Bắt lốt thằng này làm chư hầu. Chịu không? Your ideas are undoubtedly golden within your heart and head, but in my ears they are dust. Trở thành chư hầu. Lúc nãy là 18 nó không chịu đúng không? 27. Hai lần không được là nó bắt đầu dở quẻ đấy. Cho được. Mày muốn hòa bình với anh á? Chi đây ít tiền. You think to buy us like catamites, like your horse. You think pride and honor are for
Rồi. I will accept this in my lord's name, for he trusts my judgment. Rồi, nó tí tiền nữa. 2.000 mất chịu. 4.000. Rồi. May the gods bless you many times over. Your wisdom brings much joy to my people. Phải chi tiền cho nó xem nào. Bắt được thằng này làm đệ thì ngọt quá nhỉ. 5 triệu rồi. Mà được, tạm thời hòa bình nhá. Khỉ thật, nó cứ gây chiến với thằng đệ của mình. Mình thì chưa muốn chiến tranh. Mình cần có một sự ổn định nhất định. Chưa phải lúc để mình gây chiến. Rồi. Ok. Lực lượng của mình đã kéo hết sang phía đông này mà nó phía tây nó đánh mình thì khác gì mình tự sát thôi. Rồi mua quân đi. Quân đoàn này về đây. Bỏ mấy cái thằng lính củi đi đã. Vẫn chưa hồi hết quân à. Ông đệ của mình thiếu thực như đâu. Cho hai thanh niên này đi cùng. Phải mua thêm điệp viên. Mua thêm spy. Thêm được một champion nữa. Đây. At your command. Ever vigilant. Commander. Mua thêm được một chính trị gia nữa. Cho nó vào quân đoàn của thằng nào rồi kìa. Này. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Một sát thủ nữa. Đây. Ok, mọi việc có vẻ ổn ổn đấy. Commander, ready for battle. Sao đây hồi quân không? À vẫn hồi được. Hồi được. Commander, chỉ chậm thôi nhưng vẫn hồi được. Vùng này. Thu thuế đi. Lượt sau nó góc tăng trị an lên tiếp. Mình nghĩ là mình phải nâng cấp cái công trình lên nữa nhỉ. Để nâng cấp cái thành nó lên thành cấp 4. Không mình không sửa được cái tỉnh này. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau nhưng đòi mình lắm tiền đấy. Between friends, the gift. No. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Is such a little thing, an inconsequent. We humbly ask for a thing. Mày chết, mày chiến tranh với Rome và Sicilia rồi. À, thằng này chiến tranh với Rome và Sicilia. Ôi giời ơi. Hero lên cấp. Trời ơi, bao giờ mới hồi được đầy quân. Ready for orders. We hunger. March. Hai ông đệ này chạy bước dài đi. Faster, damn you all. At your command. You will march till your feet bleed. I am the champion of the gods. Chạy bước dài cho anh. 1, 2, 1,
Tschü. Oh. Rất ổn. Do thám đất của nó cho anh xem đã. Hình như là phương Bắc. Hai thằng này đánh lẫn nhau rồi. Thằng này với thằng này đánh nhau rồi. Thằng dợ này nó sẽ kiểm soát nốt khu vực phía Bắc. Mình đoán là như vậy. Tiến ra đây. Đánh chiếm cái tỉnh này trước. Chưa vội tiến công được, chúng ta chưa vội được, chúng ta có mua quân đầy đủ đã. Mua quân đã, đầy đủ đã. Có thể quân đoàn này đi xuống đây đã. Để vây vào cái tay tỉnh này của nó. Hai lối đi ra. Chưa biết là đánh kiểu gì. Nó đến đây thì quân đoàn này có thể chạy xuống đấy cũng được. Theo đường này ra đây. Từ từ. Vì kháng chiến còn trường kỳ mà. Chúng ta có thể thành lập thêm các quân đoàn mới. Asia cho nó mấy quân đoàn để nó mua mấy thằng lính củi như mọi khi. Đây nữa, thành lập được thêm một quân đoàn nữa. Seleucid, Seleucid, Greek. Chín điểm, Greek nó ổn rồi. Mình sẽ không có ý định tăng mà có thể phải tăng cho thằng này. Đó là thằng Ai Cập này, Greek, Hy Lạp này. Thằng này nó ảnh hưởng bởi văn hóa của Ai Cập. Thằng này văn hóa của Persia là Trung Đông. Thằng này Trung Đông, thằng này Bắc Phi, thằng này là Hy Lạp. Ba phe phái ảnh hưởng bởi ba vùng khác nhau. Đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải giải quyết khu vực Trung Đông đã. Cứ cho quân áp sát biên giới đã. Rồi chúng ta sẽ quyết định sau. Ôi thằng khỉ gió kia nó chiếm được rồi. Nhanh hơn mình một bước chân. Nó nhanh hơn mình một bước chân. Cộng vào cái này đã. Tăng điểm ngoại giao. Rồi thanh niên này tiến ra đây. Cứ từ từ. Cứ mua quân đã. Cứ mua quân đã. Đừng vội vàng chảo hỏng việc. Ôi dồi ôi. Cái chỗ này đất kiểu gì nhỉ? Đi qua đây nhỉ? Chưa có chiến tranh. Cứ chạy thoải mái. Hakeli á? À, nó đang nói là we hunger for battle. March at your command. On the move. Hakeli. Tình này chị An lại tụt. Chị An lại tụt. Thằng này có quân không nhỉ? Lên tấn công lại, chiếm lại đây. Để anh tái chiếm nào. Xem tình hình nào đó. Xem phe nào áp đảo. Mình đang ở cái thế lưỡng cực. Tiến thoái lưỡng nan.
Thằng này chiến tranh với Seleucid. À, Gamanatia Rebel. Nó đang chiến tranh với bọn La Mã đấy. Sparta. Greetings. Macedon. Bọn này kiểm soát hết khu vực này. Ông đệ của mình chỉ một đòn thôi là chúng nó đập cho chết luôn này. Bình tĩnh dàn quân đã, xem nào. Ai, ai. Vì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà cậu đòi hơi nhiều tiền đấy. Bảo vệ anh ấy nhá. Có một vụ ám sát à? Ready for orders. Bọn này rảnh rỗi ghê nhỉ. Tăng trung thành. What do you wish of me? Moving unseen. As you command. Không tấn công à? Chạy đâu hết rồi? Ôi dồi ôi, đất đai bị thằng này nó chiếm hết lên đây rồi. Thế thì khả năng mình phải giải quyết tỉnh dưới này của nó trước khi bọn kia nó kịp sang rồi. Để Bastia nó tiến nhanh quá. Ready for further orders. Ready for battle. I don't care how tired you are, Commander. Bọn này nó tiến quá nhanh. Get moving, you wretches. Commander. Your equipment is a disgrace. We hunger for battle. Nếu mà quánh được vào đây, mình sẽ có quân đội tiến sát vùng này. Có khi mà phải xem tình hình thế nào nhỉ? Phe nào sẽ chiếm ưu thế đây? Vùng này chưa biết chúng ta sẽ chọn kẻ thù nào. Chắc chắn là mình sẽ đánh cái thằng này rồi. Bởi vì cái thằng này quá nhiều kẻ thù luôn. Bác chi ở đây. Mình sẽ cố gắng kiểm soát cái vùng Flexit này. Còn để cuộc chiến ở đây thì như nào thì mình chưa biết. Có thể mình sẽ bắt bọn này nó phải chấp nhận một cái hiệp ước là trở thành đệ của mình, thì mình sẽ tiến tấn công thằng Parkia. Thử đề nghị thằng này sao? You have my attention. Now, do not try to charm with the Lord Cajol. For those, pain is. Phải đó. Để xem đó. Đấy là kế hoạch của mình. Còn từ kế hoạch cho đến thực hiện nó là cả một quá trình. Tiếp. Rồi, cứ cho thằng Grick này một phát. Thêm một quân đoàn nữa. Quân đoàn này. Thế là rồi, chiếu đi theo để hỗ trợ rồi. Căng nhỉ? Rất là căng. Chưa thấy có sinh con. Không sinh con thì là chết dở đấy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.